Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha Fazzio 2022 phiên bản nâng cấp rất ấn tượng trong từng chi tiết nhỏ. Fazzio 2022 là một trong những cái dòng tay ga mới của hãng Yamaha, với những nâng cấp từ công nghệ hiện đại kết hợp với mô hình rất là độc đáo và khác biệt về một cái dòng xe này đang được rất nhiều anh em quan tâm trong thời gian gần đây. Dựa trên cấu trúc hình có 102 của Quasio, một cái cửa hàng đồ chơi lớn ở Bình Thái đã biến tấu em ấy trở nên đẹp cá tính và sang chảnh hơn, với các tông màu chủ đạo được phối từ xanh và cam, thêm một vài đường nét màu đen và carbon. Vẫn là bắt kính đầy đủ nhưng với một phong cách cổ điển hơn để phù hợp với mặt ngoại hình vừa lùng vừa lạ của mẫu xe mới. Loại kính tròn này thì đến từ Racingboy với mặt kính rất là xịn sò, chống chói và không bám vân tay. Với những chi tiết cái viền chó đèn chính và đèn hậu, kể luôn cái xi nhan cũng được trang trí bằng chất liệu ốp carbon để tạo một vài điểm nhấn cực kỳ chuẩn cho phần đầu xe. Một cái điều đáng nói nhất ở vị trí phục trước, bộ thiệp đến từ Racing, đến từ Bình Hải. Lớp cấu tạo trần phục này là hành trình ngược, phần ti được lộ bên ngoài đem đến cái sự thể thao cho con xe. Cái gam màu phục cũng hơi bị lạ, với giáo phục nhôm màu đen cộng với phần ti màu vàng và cái chân nhôm trắng. Bên đây chúng ta thấy những cái đầu bấm 90 độ đã được cố định vào cái con heo của Dream lột lớn màu đen 2 mét tới xứng, được tinh chỉnh một cái phát phù hợp với cái chân phục đồ chơi. Đĩa thắng cũng được đổi sang cái dạng to hơn để che hết một bên cái bánh, nhìn cũng rất là ấn tượng. Racing còn khống chế luôn cả vị trí buộc sau của chiếc xe này với cái dòng phục được tích hợp thi bình dầu rời nằm ngang, được chỉnh nhiều chế độ tăng chỉnh nhằm đem đến cái sự êm ái cho người dùng khi qua những ổ gà. Nhìn xuống dưới đây chút xíu, các bạn thấy được càng thắng CNC, món đồ chơi ấn tượng với phần núm tăng chỉnh to và cách thế càng cũng rất đẹp trong từng góc cạnh. Hơi thở được lên cái bô của Anubis, hai đầu nhỏ gọn đem tới âm thanh quy lực hơn cho con xe. Đây là mẫu xe mới trên thị trường hiện nay, hiện sẽ tạo ra một cái cơn sốt rất nhiều trong giới chơi xe đất Việt và đất Thái. Phía Chanel lột sắt cực chất với một cái dàn ốp xịn sò. Dù đã qua rất nhiều đời, nhiều phiên bản sau này, nhưng đến tận hôm nay thì Future vẫn được rất nhiều người yêu chuộng và săn tiền. Thậm chí giá xe cũ của dòng này hiện nay còn ngang bằng hoặc cao hơn phiên bản đời mới. Dòng mới cái chiếc xe phong cách của chiếc Wave 100 nên không thiếu một cái phần rậu trước. Phần kính Kitako hồng đáng yêu, màu sắc cũng khá nổi bật với tổng thể chiếc xe. Ngoài ra chúng ta thấy tay thắng của Rainbow Asset tích hợp thêm bình dầu nhỏ để kiểm soát lực phanh trước tốt hơn. Kết hợp với cái tay thắng chính là dầu heo bóng đầu kết hợp cùng với con heo Rainbow lục lớn 2 mét xứng. Đĩa thắng đầu trên hiện đến từ Kimras mang cho mình kích thước to. Cần số xe da, góc cạnh, sang bóng. Cái biên xung quanh thân xe được rất nhiều cái ốc đỏ đi kèm ốc inox. Quan trọng nhất là cái phần hệ thống cái nhẫn ép sau đều đến từ Quasio kết hợp với phần chế phục CC để tăng cái tính thẩm mỹ. Cái dòng Quasio này có xuất xứ đến từ Bình Hải với chiều cao là 350 dành cho cái hệ thống là xe phổ thông như Dream, Wave và Future. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.